Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến vụ đôi nam nữ đi xe máy xông vào tiệm vàng Kim Khoa ở phường Ba Ngòi, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, cướp tài sản vào chiều 23 tháng 9, chủ tiệm vàng cho biết hai đối tượng này rất manh động, thời gian vụ cướp diễn ra chưa đến một phút cho nên mọi người đã trở tay không kịp. Ngày hôm nay 24 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định truy tìm hai kẻ cướp tiệm vàng ở Cam Ranh với nhiều đặc điểm cụ thể. Bước đầu, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Khánh Hòa xác định hai đối tượng và phương tiện gây án có đặc điểm như sau. Đối tượng 1, giới tính nam, khoảng 25 đến 30 tuổi, cao khoảng 1m65, sáng người mập, mặc áo thun dài tay màu xám, quần thun dài màu đen có sọc màu xanh, đôi mũ bảo hiểm màu đen. Đối tượng này có khả năng đội tóc giả, đeo khẩu trang, mang ba lô màu đỏ đen. Đây là đối tượng cầm một khẩu súng, trực tiếp đập tủ kính lấy nhẫn vàng. Đối tượng này là người điều khiển phương tiện sau khi thực hiện hành vi cướp. Đối tượng 2, giới tính nam, khoảng 25 đến 30 tuổi, cao khoảng 1m65, dáng người ốm, mặc áo sơ mi giải tay màu trắng xám, quần jean màu xanh, giày màu đen, đế màu, đế màu trắng. Đội mũ bảo hiểm dạng nón sơn màu đen, có khả năng đội tóc giả. Đối tượng này hai tay cầm hai khẩu súng là đối tượng vào trong quầy lấy hộp giấy đựng tiền. Về phương tiện, hai đối tượng đi một xe máy kiểu dáng Yamaha Sirius màu đỏ cam, bánh xe mâm đúc, có một kính chiếu hậu bên trái. Vâng được biết là sau khi gây án, hai đối tượng sử dụng phương tiện trên tàu thoát về hướng Cam Ranh, Bắc Ái, Ninh Thuận theo hướng quốc lộ 27B. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị cơ quan chức năng, quần chúng nhân dân khi tìm thấy đối tượng truy tìm nêu trên thì thông báo ngay cho cơ quan Cảnh sát điều tra phòng PC02 Công an tỉnh Khánh Hòa, địa chỉ số 80 đường Trần Phú, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Số điện thoại 0935 867 676 điều tra viên Nguyễn Quốc Bình hoặc báo cơ quan công an gần nhất.